một chiếc xe đáp ứng được đầy đủ 3 tiêu chí lành, bền và cực kỳ tiết kiệm, đi kèm theo rất nhiều tính năng trang bị an toàn. Ngày hôm nay thì cửa hàng em lại về được một chiếc Honda CR-V phiên bản L, sử dụng động cơ là 1.5 turbo ấy chị nhé. Chiếc này bên em thì lăn bánh là chuẩn là 4,5 km. Xe đăng ký và sản xuất năm 2020. Sau đây thì em sẽ mời quý chị đi vào chi tiết cũng như là báo giá chiếc xe này. Chiếc này bên em thì là ngoại thất là màu đen nhé, nội thất bên trong cũng là màu đen. Tỷ lệ sơn zin thì còn khoảng hơn 95% nhé. Xe thì vẫn còn cực kỳ là mới. Đấy, tổng thể phần ngoài xe này, đầu xe thì xe cũng trang bị đèn pha là full led anh chị nhé. Đấy, bản cao cấp nhất thì có trang bị có sensing, có radar phân khoảng cách này, cảnh báo tiền va chạm này. Đấy, chị có thể để tất cả các phần từ nắp capo cho đến mép cản nhé, đều rất là khít. Đây phần quay thân xe này, rất mới anh chị nhé. Xe thì trang bị ba răng 19 inch này, kèm dàn lốp mít nguyên bản theo xe, giúp xe vận hành cực kỳ là êm ái. Đây phần đuôi xe này, đuôi xe thì có trang bị cảm ứng và trang bị đuôi nhé. Sau đây thì em sẽ mời quý anh chị đi vào phần nội thất. Sau nhiều năm sử dụng thì em đánh giá nội thất của chiếc này thì cũng rất là mới, đặc trưng vì rất là sơn zin. Đấy, anh chị có thể xem qua tất cả các phần từ táp ly cửa này, táp lô này, ra vô lăng này, rất là đẹp nhé. Đây, keo chỉ cánh cửa đây, nguyên zin hết nhé. Đấy, trên vô lăng thì tích hợp rất là nhiều các tiện ích, đạp thoại rảnh tay này, cối control ga tự động. Đây là khu vực màn hình cảm ứng trung tâm, chúng ta vẫn có điều hòa auto nhé. Đây khu vực cần số đây, rất là mới nhé, có phanh tay điện tử này, auto hold này. Đấy, em sẽ quay qua phần nội thất cho anh chị, rất đẹp nhé. Còn đây là khoang hành khách hàng ghế sau này. Đấy, xe thì có trang bị cửa sổ điều hòa ghế sau nhé. Đây, có cả cửa sổ chơi toàn cảnh này. Khoang nội thất thì rất là rộng rãi. Các sản phẩm bên em bán ra thì đều đã được trích test rất là kỹ nhé. Và bên em cũng cam kết bằng văn bản cho quý anh chị, xe thì không đâm đụng, không ngập nước, hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng. Và hiện tại thì chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5 Turbo L này đang được bên em chào bán với giá là 850 triệu nhé. Mức giá trên thì vẫn có thương lượng. Nếu quý anh chị nào đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em lưu dưới góc màn hình, em sẽ vẫn có những mức giá ưu đãi tốt nhất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.